những người lính của ukraine đang chịu đựng ở dưới này hơn hai tháng trời và họ là những cái người đang chống lại nước nga để cho nước nga không có chiếm hết tất cả ở bên merupo không có ai đoán là họ sẽ ráng chịu đựng lâu dài như vậy. Đó là thành phố chúng ta nhìn thấy trước khi chiến tranh. Ngay bây giờ thì thành phố nó nhìn như vậy đó. Đây có khoảng chừng 100 người dân đã được rời khỏi ở ngay chỗ này ngày hôm nay theo kremlin cũng hứa hẹn sẽ đưa người rời khỏi thêm và ngừng lại không nổ súng để cho họ rời khỏi chỗ này được an toàn và thật sự thì cũng không biết nó trở thành như thế nào kế tiếp vẫn còn bắn tiếp tục. Cái ngày V-Day của bên nước Nga, ông Putin, ông hy vọng sẽ đưa ra về chuyện chiến thắng. Đáng lẽ là ông được đưa ra báo cho biết mình đã chiến thắng và như thế nào, như thế nào. Không ngờ hôm nay lại bị thế giới nói ổng là tội ác của chiến tranh. 9, 000, no Và trong lúc này, số người chết càng ngày càng nhiều thêm gần 9.000 người. Ngay bây giờ thì Ukraine đang đưa ra cho thấy thêm nhiều chi tiết về Putin là tội ác của chiến tranh. Và cũng có nhiều cái nhìn thấy bên nước Nga đã xử bắn nhiều người và còn cộng thêm nữa nhiều người bị quýnh đập và bị hãm hiếp và chết và cũng chứng minh rõ ràng có nhiều khu nhà bị nước nga coi là mục tiêu tấn công vô mọi người nhìn thấy nhà cửa chỗ này bị bắn kiểu này bị bắn kiểu kia đây là trường hợp bên nước Nga bắn liên tục như vậy đó. Hết chỗ thành phố này tới chỗ thành phố khác đều bị hư hại như vậy. Dùng drone bay lên, quay video và camera xuống cho mọi người xem. Anh này hiện tại đang quay phim hết tất cả những gì đang xảy ra. Đây là nước Nga đưa ra nói là có chiến tranh với những người dân là như vậy, bắn tan tành, đốt đủ hết. Anh đã đi hết con đường này tới con đường kia. Anh nhìn thấy rất là nhiều chỗ bị hư hại như vậy đã cả tháng rồi, có phải không? Anh ta trả lời là anh đi như vậy quay phim hơn một tháng trời rồi. Anh nói giống như mỗi người ở đây đấu tranh cho một cái khác nhau giống như ảnh trong lúc này đi chụp hình quay phim để lại hết những gì đưa ra của nước Nga đã làm như lính tráng thì họ có cái tuyến đầu để mà ngoài trận chiến còn đây là cái trận chiến của ảnh ảnh đi ảnh thâu hết tất cả từ chi tiết ở đây để cho thế giới nhìn thấy công việc của anh ta hiện tại ngay bây giờ mới có bắt đầu thôi